Tấm ốp than tre thì quá chừng là phổ biến và được nhiều anh chị yêu thích lựa chọn cho các công trình hiện nay luôn rồi. Thi công tấm ốp than tre thì vô cùng đơn giản ha, chỉ cần có bức tường phẳng khô ráo sạch sẽ là có thể thi công ốp trực tiếp được rồi. Nhưng vẫn còn một số lưu ý quan trọng khi thi công tấm ốp than tre mà anh chị không nên bỏ qua ha. Vậy thì ngày hôm nay sẵn có công trình thi công tấm ốp than tre, Kim Hoa mời anh chị vừa tham quan công trình và vừa tìm hiểu xem những lưu ý đó là gì nha. Lưu ý đầu tiên cũng khá là quan trọng, đó là trước khi thi công phải kiểm tra kỹ tình trạng tường anh chị ha. Đối với công trình ngày hôm nay thì tường còn rất là mới, không có tình trạng bong tróc, gồ ghề hay là bị ẩm mốc, nên là mấy anh thợ thi công trực tiếp tấm ốp than tre lên tường luôn. Còn đối với những bề mặt tường bị bong tróc nè, ẩm mốc thì mình phải tiến hành xử lý trước. Có thể là chống thấm lại tường nè, rồi ốp thêm một lớp foam bên dưới làm khung xương để tường được bằng phẳng khô ráo nhất có thể. Sau đó thì mới thi công tấm ốp than tre lên được ha. Lưu ý thứ hai là đối với những tấm ốp than tre Pandora, tức là tấm ốp đi theo bộ từ 2 tấm trở lên và liền vân đá. Tấm này thì sẽ nối liền tấm tiếp theo tạo ra một sự liền mạch đó anh chị. Thì đối với tấm ốp than tre Pandora, trước khi thi công anh thợ sẽ xếp trước các tấm ra sàn để canh đúng chiều tấm ốp nè. Rồi mình sắp ra như vậy á để xem các đường vân đá có bị lệch mí hay không. Nếu lệch ra thì các anh thợ sẽ cắt chà mài để các đường vân được khít với nhau nhất. Tiếp theo là khi cắt các tấm ốp, mình nên sử dụng máy cắt để đường cắt được sắc nét hơn. Mà cũng nhanh hơn nữa, đặc biệt là với bộ tấm ốp than tre Pandora ha. Tại vì tấm ốp than tre cũng khá là dày dặn, trên bề mặt còn được phủ một lớp phim nữa, nên nếu dùng dao rọc giấy mình cắt và bẻ thì sẽ gây ra tình trạng có đường răng cưa. Khi ghép các tấm ốp lại sẽ không được khít và gây mất thẩm mỹ cho công trình của mình. Còn lỡ trong một số trường hợp nào đó không thể dùng máy cắt mà phải dùng dao rọc giấy thì anh chị phải cắt thật cẩn thận, cắt một cách dứt khoát và nhiều lần để tách tấm ốp ra chứ không được cắt một đường rồi mình bẻ ha. Lưu ý thứ tư mà Kim Hoa muốn chia sẻ tới anh chị đó là khi sử dụng keo để dán tấm ốp than tre thì mình phải sử dụng keo trung tính, tránh sử dụng keo có axit. Keo có axit thì là những loại keo có mùi hơi chua chua hay được dùng để dán nhôm kính đó các anh chị. Lý do không nên sử dụng keo axit để dán tấm ốp than tre là vì axit có tính chất ăn mòn, lâu ngày sẽ ăn mòn vào tấm ốp của mình, khiến công trình mất thẩm mỹ nè, rồi làm giảm tuổi thọ của công trình mình nữa. Nên là lưu ý kỹ giùm Kim Hoa vấn đề này nha. À mà anh chị cũng biết là tấm ốp than tre thì mình có thể uốn cong hoặc là gấp góc vuông. Để có thể dễ dàng uốn cong thì mình có thể dùng phương pháp phay rãnh hoặc là khò nhiệt. Nhưng mà đối với những bức tường lớn, Kim Hoa khuyên là mình nên phay rãnh. Tại vì khi mà mình khò nhiệt thì nhiệt phải đều thì mới có thể uốn được. Với những bức tường lớn thì mình khò xong vị trí này thì có thể vị trí kia đã bị nguội, rất là khó uốn và mất thời gian luôn ha. Phay rãnh đối với tường vuông thì mình sẽ phay rãnh chữ V, còn tường uốn cong hay là cột tròn thì mình phay rãnh nhuyễn ở phía sau. Lưu ý thêm giùm Kim Hoa là anh chị mình tránh phay quá nông hoặc là phay quá sâu nha. Nếu phay rãnh nông quá thì mình không có thể uốn cong hay là gấp góc được, còn phay rãnh sâu quá thì chạm vào lớp phim trên bề mặt và gây đứt gãy tấm ốp. Và vừa rồi Kim Hoa đã chia sẻ đến các anh chị những lưu ý cần thiết khi thi công tấm ốp than tre. Hy vọng là thông tin vừa rồi hữu ích đến các anh chị. Cảm ơn đã theo dõi video và tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.